Khuya ngày 10 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo về việc một nhóm khoảng 20 đối tượng sử dụng hung khí là dao và tiếp sắt đánh nhau tại khách sạn Ami thuộc địa bàn phường 1. Ngay lập tức, hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Thực ra nói thì đầu tiên người ta chỉ nói đi chơi thôi. Còn chú xong lên trên xe người ta nói chuyện nào thì chú không nghe tiếng, vì là thứ nhất ông nào. Mới cái trái hai là nói chuyện toàn chuyện chửi bậy với cả chuyện gái ú linh tinh lắm. Thì chú cũng vừa thứ nhất là vừa ngủ, cái thứ hai là cũng tiếng ồn xe tới tai thì nó cũng kém, không nghe tiếng thì người ta bảo là đi chơi thôi. Tại hiện trường, hai nạn nhân tên Mai Văn Sự và Phạm Duy Hải cùng trú tại tỉnh Nam Định đã được người dân đưa đến bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu. Xác định nhóm đối tượng có 16 người đã bỏ trốn. Ngoài việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, Công an thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Di Linh khẩn trương chốt chặn và đã bắt giữ được 16 đối tượng ngay trong đêm. Khi tôi đến khách sạn tôi tìm nói chuyện anh Hưng, không anh Hưng không có ở đấy thì chúng tôi đi về thì vô hình chung thì lại thấy có hai người tâm sự và người bạn tâm sự mà trước kia thì tôi sự mâu thuẫn ý thức với nhau ấy, cứ mấy thời tới thì tâm sự thì không kìm được thì tôi mới lao vào đấm đánh tâm sự, và thì đang đánh thì tâm sự chạy thì có người bạn tâm sự bước chạy vào lấy cái ghế ném vào tôi, thì tôi chạy vào đánh tiếp tiếp với bạn của tâm sự. Đánh xong rồi thì lúc sau thì tôi mà nhận tôi đi về. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngày 10 tháng 6, 16 đối tượng từ nhiều tỉnh thành phía Bắc đi xe ô tô đến thành phố Bảo Lộc để tìm người đòi nợ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, một người tên Sự gọi cho các đối tượng đe dọa thách thức rồi hẹn đánh nhau. Sau đó, Nguyễn Chính Nghĩa trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cùng 15 đối tượng chuẩn bị vũ khí tới điểm hẹn. Tại khách sạn Ami, hai bên đã xảy ra ẩu đả. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi Bảo Lộc hướng về huyện Di Linh. Tất cả các đối tượng, cả về phía bị hại và cả cái đối tượng gây ra cái sự việc đó thì đều là người ở thành phố Hà Nội, ở tỉnh Nam Định và tỉnh Thanh Hóa vào địa phương, và vào ngay trong buổi trưa của ngày 10 thì đến tối là các đối tượng thực hiện ra cái hành vi vi phạm như vậy. Và cái khó khăn thứ hai là qua quá trình làm việc xác định ban đầu về cái thương tích của bị hại thì hiện tại thì đang được điều trị tại bệnh viện 2 Lâm Đồng, nhưng về cái nhân thân lai lịch của cả phía bị hại và cả phía đối tượng gây ra cái vụ việc đó thì đều là những người mà có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi vi phạm về trật tự xã hội. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an thành phố Bảo Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục đấu tranh mở rộng. Mặc dù vụ việc xảy ra nhanh, các đối tượng gây án đều đến từ các tỉnh xa, hoạt động liều lĩnh, manh động, có nhân thân lai lịch phức tạp. Nhưng với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc, góp phần trấn an dư luận, Công an thành phố Bảo Lộc đã nhanh chóng vào cuộc. Kết quả đã làm rõ vụ án, bắt và xử lý nhiều đối tượng. Thành tích này không chỉ góp phần mang lại bình yên cho thành phố Trà, mà còn mang lại niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.